Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường tỉnh lộ 328, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cái phía này là đi vào Ủy ban xã Phước Tân, và một cái hướng đi phía đằng này sẽ là đi ra Hòa Bình. Mặt tiền đường tỉnh lộ 328 thì đang mở rất là rộng đây quý vị ạ. Và có vỉa hè hai bên đường cũng rất là rộng. Tại đây xin giới thiệu với quý vị và các bạn lô đất tuyệt đẹp. Đây lô đất của mình đây. Lô đất rất là rộng và đẹp luôn quý vị ạ. Lô đất này có chiều ngang mặt tiền đường là 25m và sâu vào 38m, có tổng diện tích là 961,8m2. Trong đó đã có 300 thổ cư, còn lại là đất trồng cây hàng năm khác. Vị trí của lô đất này thì rất là đẹp, mặt tiền đường tỉnh lộ 328 quý vị nhé. Từ đây mà đi ra chợ Bà Tô thì cũng chỉ hồ Bà Tô chỉ gần 3 km, ra Ủy ban xã Phước Tân thì chỉ cách khoảng 90m, gần chùa Kim Sơn, gần khách sạn nhà nghỉ Phúc An. Đây lô đất có vị trí rất là đẹp. Lô đất này thì thích hợp làm trạm dừng nghỉ, xây nhà nghỉ, khách sạn kinh doanh, phù hợp với kinh doanh. Giá chào bán cho lô đất này đang là 24 tỷ quý vị nhé. Quý vị nào quan tâm xin vui lòng liên hệ theo các số điện thoại bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.